Để tạo được uy tín và thành công, trong những năm qua, trại giống đặc biệt quan tâm tới việc khảo nghiệm, tuyển chọn nhập cá bố mẹ đủ tiêu chuẩn làm giống, tạo ra những giống cá thương phẩm có chất lượng. Trại giống hiện có hai cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt với các loại cá như cá chép, cá chấm, cá mè, chim trắng, trôi. Năm 2020, trung tâm đã sản xuất được trên 320 triệu con cá bột và gần 16 triệu con cá hương, cá giống các loại. Doanh thu đạt trên 3 tỷ đồng đạt trên 100% so với kế hoạch đề ra. Các loại cá giống đều đạt chất lượng tốt, khả năng sinh trưởng và phát triển khá nhanh, không chỉ cung cấp đủ cho nhu cầu nuôi trong tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh khác ở khu vực phía Bắc.